Từ đầu năm 2022 đến nay, Hội sinh vật cảnh thành phố Bà Rịa đã phối hợp với nhiều cơ quan đơn vị, tổ chức hàng chục cuộc triển lãm, hội thảo, hội thi, thu hút hàng chục ngàn lượt khách, nghệ nhân trong và ngoài tỉnh đến tham quan, giao lưu học hỏi kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh bonsai, cũng như giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của hội với đông đảo công chúng. Hội viên trong hội đang có khoảng 15.000 cây cảnh bonsai các loại, trong đó nhiều tác phẩm bonsai có giá trị cao như mai vàng 80 năm tuổi, mai chiếu thủy, me keo hơn 50 năm tuổi, sứ thái, nguyệt quế, tùng. Thời gian tới, Hội sinh vật cảnh thành phố Bà Rịa sẽ mở rộng liên doanh, liên kết với các tổ chức cá nhân trồng và chơi bonsai, cây cảnh để tăng cường học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, trao đổi và thương mại hóa các loại sinh vật cảnh